Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của CNTT Shop. Hôm nay mình sẽ cấu hình một số tính năng cơ bản trên dòng Swift Cisco Business 250 350 series bằng giao diện web như login vào giao diện web, bật tính năng Telnet SSH, tạo user, tạo VLAN và cấu hình access trunking cho các interface. Cả hai dòng switch này đều có chung giao diện web nên cách cấu hình hoàn toàn giống nhau. Ở cấu hình mặc định, cả hai dòng switch Cisco Business 250 và 350 đều có IP là 192.168.1.254.24. Tuy nhiên, khi chúng ta kết nối switch vào mạng có DHCP server thì switch sẽ nhận IP từ DHCP server. Còn nếu không có thì switch vẫn giữ nguyên IP. Trong trường hợp các bạn kết nối switch vào mạng có DHCP server thì chúng ta có thể sử dụng các tool quét IP để tìm IP của switch. Mặt trước của switch có đèn system để thông báo trạng thái. Các bạn có thể sử dụng đèn này xem switch đã nhận được IP chưa. Nếu đèn system màu xanh lá, nghĩa là switch đã nhận được IP từ DHCP server hoặc đã được cấu hình IP bằng giao diện web hoặc qua console. Nếu đèn system màu xanh lá nhưng nhấp nháy, nghĩa là switch đang khởi động, test hệ thống hoặc là đang ở trạng thái mặc định với IP là .1.254. Đèn system hơi khác giữa các mã, ví dụ như đối với dòng CBS350 này, không có stack nên đèn system là đèn số 1. Với các mã có stack thì đèn system này là đèn số 2. Mình sẽ dùng giao diện dòng lệnh để mô phần này để các bạn dễ hình dung hơn. Sử dụng lệnh show IP interface. Chúng ta có thể thấy switch đang có một IP mặc định là 192.168.1.254 cho interface VLAN 1 với tile là default. Lúc này, trên switch đèn system đang nhấp nháy màu xanh lá. Bây giờ thì mình sẽ cắm một dây mạng DHCP server và switch. Sau một lúc, các bạn có thể thấy switch đã nhận IP động từ DHCP và đèn system đã chuyển sang màu xanh lá. Nếu là IP tĩnh thì đèn system cũng sẽ không nhấp nháy. Với switch ở trạng thái mặc định, các bạn chỉ cần kết nối dây mạng từ laptop vào bất kỳ port nào trên switch. Sau khi đèn trên cổng đã sáng màu xanh lá, đặt IP trên laptop cùng dài với switch, mình sẽ đặt IP là .1.10. Sau đó, chúng ta mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP 192.168.1.254 của switch. Đăng nhập về tài khoản mặc định là Cisco. Sau khi đăng nhập, chúng ta cần tạo một tài khoản mới. Sau khi tạo tài khoản mới thì tài khoản mặc định sẽ bị vô hiệu hóa. Sau khi tạo tài khoản mới, chúng ta sẽ được chuyển hướng vào màn hình Getting Started. Tại đây, các bạn có thể cấu hình nhanh một số tính năng thông dụng trên switch như là quản lý stack, tạo VLAN, cấu hình user hoặc QoS. Các bạn có thể chuyển sang phần Configuration Wizards để cấu hình. Trong video này, mình sẽ không sử dụng tính năng này. Sau khi đăng nhập vào switch, các bạn nên thay đổi hostname, banner và thời gian của thiết bị. Để thay đổi hostname và banner, các bạn truy cập vào mục Administration và System Settings, thay đổi hostname của thiết bị thành switch tầng 1. Phần Login Banner này sẽ hiển thị ở màn hình đăng nhập. Các bạn có thể bấm nút Preview ở bên dưới để xem trước banner. Ví dụ, mình sẽ có hình banner là Switch Access tầng 1 nhà 1. Thì khi bạn ở màn hình đăng nhập, sẽ có banner hiển thị lên ở đây. Còn phần Welcome Banner sẽ hiển thị sau khi chúng ta đăng nhập vào switch.
Nếu các bạn cấu hình webcam banner thì sau khi đăng nhập vào switch sẽ có một banner hiển thị phía trên. Sau mỗi phần cấu hình, nhấn apply ở phía trên để exit cấu hình. Các bạn nên nhấn nút lưu ở phía trên để lưu cấu hình và running config. Nút apply chỉ exit cấu hình nhưng không lưu. Nếu chỉ nhấn apply mà không save thì khi switch khởi động lại các cấu hình mà chúng ta vừa thực hiện sẽ bị mất. Để thay đổi thời gian của hệ thống, truy cập vào administration và mục time setting. Thời gian của hệ thống rất quan trọng khi monitor hoặc xử lý lỗi của hệ thống. Mình khuyên các bạn nên cấu hình thời gian chuẩn switch. Để cấu hình manual, các bạn bỏ dấu tích enable ở phần ENTP server đi và nhập ngày giờ đúng định dạng bên dưới. Với các hệ thống mạng có ENTP server thì chúng ta chọn enable ở mục ENTP server và nhập ENTP server ở phần ENTP unicast. Trong mục ENTP unicast, chọn dấu cộng và nhập IP hoặc là tên của ENTP server. Để tạo tài khoản và phân quyền cho các user, truy cập vào phần User Accounts. Nhấn dấu cộng để tạo thêm các user mới. Cisco cho chúng ta 3 user level. Mức 15 là full quyền quản trị với cả giao diện web và giao diện dòng lệnh. Mức 7 chỉ cho phép các lệnh sâu và một số lệnh cấu hình. Và mức 1 thì chỉ được thao tác sâu ở trong giao diện dòng lệnh. Để bật tính năng theo NetSSH, các bạn truy cập vào mục Security, vào TCP UDP Service, tích chọn theo NetSSH và nhấn Apply là xong. Mình sẽ thử SSH và thiết bị. Vậy là phần SSH và Telnet đã hoạt động. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN, Port Access và Trunking. Giả sử, chúng ta cần cấu hình mô hình với hai VLAN 10 và 20. Cổng 48 là cổng trăng kết nối lên core switch, chỉ cho phép hai VLAN 10 và 20 đi qua. Cổng 1, 2 Access và VLAN 10. Cổng thứ 3, 4 Access và VLAN 20. Để tạo VLAN, truy cập vào mục VLAN Management, chọn VLAN Setting và nhấn dấu cộng để tạo thêm VLAN. Nếu cần tạo nhiều VLAN liên tiếp nhau cùng lúc thì các bạn tích vào mục Range, nhập VLAN ID bắt đầu và kết thúc. Mình sẽ tạo hai VLAN là VLAN 10 có tên Office và VLAN 20 có tên là Camera. Sau khi đã có VLAN, truy cập vào mục Interface Setting. Chúng ta sẽ thấy tất cả các port đang mặc định ở mode Access. Mình sẽ chuyển cổng 48 sang mode Trunking. Chọn Interface Gigabit Ethernet 48. Chọn Edit và chọn mode ở đây là Trunk. Nhấn Apply. Sau đó nhấn Close để thoát ra. Chúng ta có thể thấy cổng GE48 đã chuyển sang mode trăng. Để access port vào VLAN,
Chúng ta có thể vào mục Port to VLAN hoặc Port VLAN Membership đều được. Nếu vào mục Port to VLAN, chúng ta sẽ thấy khái niệm Untagged tương đương với Access. Chọn VLAN ID ở đây là 10, nhấn Go. Sau chỉnh Membership Type của hai cổng 1.2 thành Untagged, nhớ Apply. Tương tự cho VLAN 20, nhấn Go. Membership Type của hai cổng 3 và 4 thành Untagged. Sau khi cấu hình xong, chỉ có mục Port VLAN Membership, chúng ta có thể thấy hai mục Administrative VLAN và Operational VLAN của cổng 1, 2 là 10U, nghĩa là Untagged vào VLAN 10 hay là Access vào VLAN 10, đối với cổng 3, 4 là 20U. Các bạn cũng có thể Access vào cổng VLAN tại đây, chọn cổng cần Access, ví dụ cổng Gigabit Ethernet 5, chọn Join VLAN và chọn Access VLAN ID ở đây. Đối với cổng 48, mình đã chuyển sang mốt trăng. Tuy nhiên, mình muốn đường trăng này chỉ permit VLAN 10, 20 thì chỉ cần chọn cổng GE48. Chọn Join VLAN. Và chọn phần tab VLAN thành User Defined. Sau đó, nhập các VLAN cho phép ở đây. Như vậy là đã cấu hình xong mô hình mạng với hai VLAN và một cổng trăng. Nếu các bạn muốn đặt IP để quản trị theo net SSH thì chúng ta có thể đặt IP cho interface VLAN. Giả sử mình đặt IP 10.0.0.2 cho VLAN 10 và 11.0.0.2 cho VLAN 20. Để đặt IP cho interface vào mục IPv4 Configuration, chọn IPv4 Interface, nhấn dấu cộng để thêm IP, chọn Interface là VLAN 10, phần IP Address Type, chọn Static IP Address và nhập địa chỉ IP là 10.0.0.2/24. Tương tự, đặt IP 11.0.0.2/24 cho VLAN 20. Nếu cần đặt IP cho một cổng mạng vẫn trong phần IP Interface này, các bạn chỉ cần chọn mục Interface là Unit, chọn Port Gigabit Ethernet tương ứng và nhập IP giống phần Interface VLAN. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng hay sử dụng với mọi hệ thống mạng trên các dòng switch Cisco CBS250 và 350 series. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn về bất cứ tính năng nào của hai dòng switch này, hãy để lại comment, CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công. Hãy like, share và subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop.